Phương Châu xin chào. Đây là chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Tôi là bác sĩ Nhã Đan và hôm nay tôi xin chia sẻ về chủ đề những vấn đề liên quan đến chụp X-quang tử cung vòi trứng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chụp X-quang tử cung vòi trứng là gì. Thì đây là một cái phương pháp chụp X-quang để kiểm tra về cái vòi trứng và lòng tử cung để chúng ta có thể biết được là cái người phụ nữ này có thể bị tắc vòi trứng hoặc là có những cái bất thường gì về lòng tử cung hay không. Chúng ta sẽ thực hiện chụp X-quang tử cung vòi trứng khi nào? Thứ nhất là khi bạn đã có chẩn đoán là vô sinh hiếm muộn, nghĩa là người phụ nữ dưới 35 tuổi quan hệ vợ chồng đều đặn trong vòng 1 năm không có thai, hoặc là người phụ nữ trên 35 tuổi quan hệ vợ chồng đều đặn trong 6 tháng mà chưa có thai. Cái thứ hai là bạn đã từng có tiền sử hút thai, nạo phá thai, hoặc là đặt vòng tử cung, hoặc là viêm nhiễm vùng chậu nhiều lần. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái chỉ định là chụp X-quang tử cung vòi trứng. Khi bạn có cái chỉ định chụp X-quang tử cung vòi trứng thì bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn là thực hiện lúc bạn đang vừa sạch kinh khoảng 2 đến 4 ngày. Đó là nửa chu kỳ đầu của chu kỳ kinh, bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn mà trứng chưa có rụng cho nên cái nguy cơ mà bạn có thai sẽ rất là thấp. Bởi vì chụp X-quang thì có thể ảnh hưởng đến thai kỳ nếu như bạn mang thai trong chu kỳ đó. Cho nên chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta không có thai thì chúng ta sẽ thực hiện chụp X-quang tử cung vòi trứng. Và những trường hợp nào chúng ta lưu ý không nên chụp X-quang tử cung vòi trứng? Thứ nhất là chúng ta đã được chẩn đoán có thai. Thứ hai là bạn đang bị viêm nhiễm phụ khoa và cần phải điều trị. Thứ ba là bạn có dị ứng với cái chất cản quang mà khi mà chúng ta thực hiện chụp X-quang. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu xem nếu chúng ta bị tắc nghẽn vòi trứng thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Như vậy, điều đầu tiên, nếu như bạn bị tắc nghẽn cả hai bên vòi trứng thì cái chỉ định điều trị cho có con là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Là lúc đó chúng ta sẽ lấy trứng, lấy tinh trùng để kết hợp tạo thành phôi bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ chuyển phôi vào lòng tử cung. Đó là một phương pháp. Phương pháp thứ hai là chúng ta có thể thông vòi trứng thông qua phương pháp nội soi để chúng ta có thể tái tạo lại cái vòi trứng để có cơ may có thai tự nhiên. Và nếu như bạn chỉ tắc một bên vòi trứng mà bạn vẫn còn một vòi trứng thông thì bạn vẫn có khả năng có thai tự nhiên, hoặc là nếu chúng ta cần phải thực hiện hỗ trợ điều trị sinh sản thì chúng ta có thể thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chủ đề này. Nếu bạn cảm thấy hay, bạn có thể like, share để tiếp tục theo dõi những cái chủ đề tiếp theo nhé. Phương Châu xin chào.